Hôm thứ ba, hôm giờ cảm ơn, hôm thứ ba mình học hết cái phần thất giác chi. Bữa nay chúng tôi chỉ ôn lại một chút để tìm cái mối nói của phần bài cũ với phần bài mới. Thì ở trong cái tứ niệm xứ nó có tổng cộng là 21. Nó có tổng cộng là 21 cái đề tài tự quán, 21 đề tài tự quán. Thì riêng mỗi phần đó là đề có ít có nhiều cái đề tài để mình theo dõi coi đó là cái gì và nó đang ra sao. Nhớ nha, thì bây giờ mình ghi nè, mình ghi mình ôn lại cái 24 nha, là ana pana bappa là hơi thở, rồi Iriya Papa, Papa là cái đề tài á, tức là các cái tư thế sinh hoạt, hoạt động lớn nhỏ nói chung, rồi bốn cái phép tỉnh thức trong quay nghi, rồi 32 đốt tinh xa ca là 32 thể trược các tú thà tú, các tú thà tú có bất thà nhé, bất tá tức là quán bốn đại, rồi na hoa si vật thì các bất tá có nghĩa là chính cái loại tử thi. Rồi quê đó nè, núi Vasana tức là thọ quán, rồi cái Chitta núi Vasana là tâm quán, rồi ni quá Arana Parik tức là quán năm triền, Ayatana Parik Gaho là quán 12 xứ, chăn gác Parikraho là quán bảy giác chi. Chịu khó một chút nha, thì mình phải ôn lại cho nó chắc ăn nghe, ôn lại coi mình có học thiếu không. Rồi sách chát Parikraho là quán bốn đế. Vậy tổng cộng lại đó là 21, tổng cộng 21 cái đề mục niệm xứ. Nhớ nha, tổng cộng 21, 1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21
chín loại tử thi á, kể thành chín nhớ nha. À, các cái đề mục còn lại đó kể là một. Trung Trung có nghe kịp không ta? Alo, Trung Trung có nghe không? Các vị có nghe không? Rồi, đó là cái cách tính á, cái cách tính trong trong chú giải tính vậy đó. Có nghĩa là khi hỏi 21 làm sao thì mình mới kể ra là hơi thở ra vào là một nè, tứ quay nghi là hai nè, bốn cái phép tỉnh thức là ba nè, 32 thể trược là bốn, quán bốn đại rồi quán chín cái loại tử thi đó, chín với năm là 14, rồi thọ quán là 15, rồi tâm quán 16, năm triền 17, 12 xứ là 18, 7 giác kia là 19, 4 phan 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 hơi thở hả, 1 2 hơi thở là 1, 4 quay nghi là 2, 4 cái tỉnh thức là 3, 3 hãy được là 4, 4 đại là 5, 9 cái kia nó là 14, 5 với 9 là 14, rồi thọ quán là 15, 16, rồi năm triền là 17, năm uẩn là 18, 12 xứ là 19, thất giác chi là 20, rồi bốn đế là 21. Các vị có thấy rõ 21 chưa? Các vị có đếm được 21 chưa? Các vị có thấy ra con số 21 chưa? Tức là chín cái dạng tử thi á, mình kể trong đây các ngài kể là chín nha, còn mấy cái còn lại thì mình kể là một hết. Mình kể là một hết thì nó mới ra là con số 21. Đó là cái cách kể ở trong chú giải nha. Rồi bây giờ tôi mới quay trở lên đây nè. Bây giờ là quán tự của thức chị quán quán năm triền cái là biết rõ là mình đang sống với cái triền cái nào. Đấy. Rồi quán 12 xứ là biết hiện giờ là mình đang sống bằng cái xứ nào, nhãn xứ hay là nhĩ xứ, mình quán qua căn hay là quán qua cảnh. Ví dụ như mình biết đây là âm thanh, đó là cảnh thanh, đó là thân xứ nha. Hoặc là mình quán qua tâm, mình nói đây là tâm nhĩ thức, thì đó là nhĩ xứ, nhớ nha. Thì nói chung là tùy người thích, có người thì họ niệm cảnh, có người họ niệm căn nha. Nhưng mà dầu niệm căn hay cảnh, hành giả luôn luôn hiểu rằng căn cảnh cộng lại nó mới ra thức nha, có căn có cảnh nó mới có thức. Thức được gọi là thức vì có cảnh và có căn, căn được gọi là căn, ví dụ như được gọi là nhãn căn là vì phải có cảnh sắc và phải có tâm nhãn thức, mà được gọi là tâm nhãn thức là vì phải có cảnh sắc và có thần kinh thị giác, được gọi là thần kinh thị giác là phải có cảnh sắc và có nhĩ thức. Trong rung rung có nghe kịp không? Hành giả có thấy như vậy, hành giả mới thấy rằng cái thân này là lắp ráp, là thân mình là lắp ráp. Ví dụ như bây giờ mình nói mình ăn ngon thì cái ngon ở đây là nó do ráp rất là nhiều thứ. Thứ nhất là mình hiểu rằng ở đây là hiểu một cách đơn giản nhất á, gọn nhất á. Gọi là ăn ngon ở đây là mình thấy trước mắt á, là phải có cái cảnh vị, rồi phải có thần kinh vị giác, rồi phải có cái tâm thiệt thức. Đó là cái nói gọn. Còn nói rộng ra nữa đó là khi mà ba cái này nó gặp nhau nó tạo ra xúc, đó là thiệt xúc. Từ thiệt xúc nó mới ra cái thiệt thọ, rồi từ cái thiệt thọ nó mới ra cái vị ái, tức là thích ở trong cái vị ngon. Mà cái vị ái này ở đâu nó ra thì tôi đã nói biết bao nhiêu lần là mình thích hay mình ghét cái gì, mình thích mình ghét cái gì. Các vị bỏ vô năm uẩn giùm nha, bỏ năm uẩn
nhét cái thành, có vị nó thiếu thì cái vị bỏ vô năm quẩn là xong. Cái vị bỏ năm quẩn vô, quán năm quẩn khanh thác, à khanh thác, khanh thác bởi vậy hết. Bỏ cái khanh thác bởi vậy hết rồi. Bỏ vô trước cái 12 xứ á. Dạ. Bỏ vô trước 12 xứ nha. Khanh thác Paris cái hồ. Rồi. Các vị bỏ vô trước à, để trước 12 xứ là xong nha. Ừ. Cái vị trí đó đó, cái vị trí đó trước 12 xứ. À, là mình thấy là mình thích cái gì, mình ghét cái gì á, thì nó do ít nhất là ba nhân. Một đó là tiền nghiệp. À, do cái tiền nghiệp nó mới đẩy mình vô trong cái cảnh giới nào đó. Cái chuyện đầu tiên á. Thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý. À, biết trong rung còn nhớ ba cái này không? À, alo các vị còn nhớ. Sở trung rung mình lúc này nó lừ đừ dữ vậy hết. À quên, nó còn cái chuyện này nữa. Cái chuyện này quan trọng nè. Là chúng tôi thấy ở trên cái gì, ở trên Facebook, hình như là nó có một cái cuộc chiến ngầm nó đang diễn ra trong cái rung của mình. Và tôi xin chân thành thiết tha kêu gọi các vị một cách khẩn thiết là cái tình trạng mà bà con rung rung mà không có hoan hỷ với nhau đó, nó đã diễn ra ở hầu hết gọi là các rum Phật pháp. Mà đây là một điều vô cùng là đáng tiếc và mỉa mai vô cùng, là bởi vì nếu mình mở một cái rum mà ca hát rồi tán dẫu bà tám á, thì mình chửi bới nhau cái chuyện đó nó rất là bình thường, không chửi mới lạ nha. Bởi vì mình đang sống bất thiện mà, hễ mà nguyên một cái đám bất thiện làm việc bất thiện thì dứt khoát nó phải có cái tâm bất thiện. Còn đằng này ấy, là mình học đạo, mà nếu mà bản thân mình có một cái đóng góp nào đó, đó thì quá quý nha. Còn nếu mình không đóng góp thì thôi, mình có hai cách. Một là mình đi luôn, mình không có mặt trong rum. Còn hai nữa là mình không đóng góp gì nhưng mà mình chỉ góp mặt thôi, thì cái chuyện góp mặt để lắng nghe nó cũng là một kiểu đóng góp nha. À, và nếu mà mình có ra sức mà làm gì đó mà người ta không có ghi nhận đó, thì thôi. Chứ còn tôi đến nhà quý vị mời tôi đến nhà ăn tiệc thì tôi đến, nếu tôi là nữ thì tôi cũng nhào xuống bếp tôi lặt rau, tôi rửa chén, mà nếu quý vị không vui thì thôi, chứ mình không có lý do gì mà mình phải làm lớn gì nó hết vui nha. Ừ. Và phải nói thiệt, quý vị ép tôi mới nói câu này, chứ còn quý vị không ép thì tôi không có nói nha. Là cái rum này của mình nè, bản thân chúng tôi không có đáng gì đâu, nhưng mà tôi phải nói rằng nó là cái rum này là cái rum đáng được giữ lại. Là vì khi mà giảng ở trong đây đó, chúng tôi không có phải là giảng cái ý riêng, tôi đọc sớ giải giùm quý vị mà nha. Quý vị đọc chính tại không có hiểu thì chúng tôi đọc sớ giải giùm. Mà cái rum này mà nó có bề gì mà mình đóng nó uổng lắm, là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất là tạm thời mình chưa thấy cái rum nào mà nó giống như cái rum này của mình nha. Đó, cái rum mà có nội dung. Nói như vậy không phải là tôi chê mấy rum kia, mà tại vì mấy rum kia cái đường hướng hoạt động nó rộng quá, nó không có chuyên nặng giáo lý, bởi vì nó quá rộng đi. Ví dụ như vậy, mùa Phật đản thì các rum mới hè nha, cái đề tài Phật đản giảng rần rần, mùa Du Lan giảng đề tài Du Lan, mùa Dương Y giảng Dương Y, Tết thì giảng cái đề tài liên hệ Tết. Còn riêng cái rum mình không có thời tiết mùa màng, mà mình cứ cắm đầu chuối mị mũi mà mình học kinh thôi nha. Cái rum mình nó có cái lạ đó đó, nhớ nha. Cho nên nếu mà cái rum này có về gì nó uổng, đó là nói về nội dung. Rồi cái thứ hai nữa là phải thưa thiệt cái bà con đó, là tôi e rằng là tôi còn có 3 năm nữa thôi, chứ còn xanh rồi, bây giờ 47 rồi thì 50 là chắc là phải xếp bút nghiêng rồi, chứ còn không có thể nào mà tiếp tục giảng hoài như vậy được nha. Cho nên mong là nếu vui thì mình giảng hết kinh đạn, còn mà trục trặc thì bỏ uổng lắm. Tôi tiếc giùm quý vị, chứ không phải là tôi tiếc cho tôi bị hình nếp, mà cho tôi đọc mình được rồi nha. Uổng lắm, mình không có gì mà nó mình phiền hết rồi. Thì đó lại, đó là ba cái lý do để mình thích hay ghét một cái gì đó. Một là tiền nghiệp nha, tiền nghiệp nó đẩy cái vị vô trong cảnh giới nào đó. À, thì nói thẳng luôn là mình làm cái loài thú, làm con chó con heo, là tự nhiên hết, chính cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô đó, là bắt đầu mình đã hình dung ra được mình thích cái gì rồi. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý.
À, thí dụ cũng làm người Việt Nam à, nhưng rồi cũng làm nữ, nhưng mà mình thấy có người nữ thì thích phấn son, cái đó là khuynh hướng tâm lý đó. Có người thì thích nội trợ, có nghĩa là ăn mặc quần áo thấp không quan trọng, mà cái quan trọng là nấu được nhiều món ngon cho gia đình. Có nhiều người nữ theo tôi biết là như vậy, họ chỉ mê cái nấu ăn thôi. Còn có nhiều người nữ thì họ mê làm đẹp, có nhiều người nữ thì họ mê đánh bài bạc, có nhiều người nữ thì họ thích vui chơi tung tăng bà tám với bạn bè, thì cái đó gọi là khuynh hướng tâm lý nha. Tiền nghiệp nó đẩy mình vô trong chỗ nào chưa đủ, còn cái thứ hai là khuynh hướng tâm lý nữa, nhưng mà cũng chưa đủ, nó còn có cái thứ ba đó là môi trường. Tôi là một người phụ nữ Việt Nam, tôi rất là thích nhiều chuyện, ngồi lê đôi mắt, Việt Nam gọi là buôn dưa lê nha. Tuy nhiên cái chỗ tôi ở là một cái làng hẻo lánh ở Bắc Âu, người Việt không có nha, thì nhờ vậy cái tật thì nó nhiều chuyện tôi nó bớt đi đó. Vậy rồi vào một cái ngày đẹp trời, cái Facebook nó xuất hiện, rồi Viber, rồi WhatsApp à, nó mới lòi ra. Thì khi mà những cái này nó xuất thì cái tật nói chuyện, cái tật mà nhiều chuyện của tôi từ đó giờ nó bị ém kỹ đó, bây giờ nó lại xì ra à. Trong rung mới nghe kỹ không, tức là đó giờ tôi là một phụ nữ Việt Nam à, tôi rất là nhiều chuyện à, nhưng mà tôi sống ở một cái ngôi làng ở Bắc Âu á, không có Việt Nam. Cho nên tôi ém cái nhiều chuyện của tôi. Nhưng mà bây giờ nó có cái môi trường nè, đó là bây giờ cộng đồng người Việt qua hơi đông nè, người Việt bây giờ qua Thụy Điển, Đan Mạch nè, Na Uy, Phần Lan hơi đông đó. Rồi cộng với bây giờ nó có Facebook nè, rồi nó có Viber, rồi nó có WhatsApp đó. Rồi bắt đầu cái tật cái nhiều chuyện tôi nó mới bung ra. Hoặc là đó giờ con tôi nó còn nhỏ, cho nên tôi ém một cái thói quen là thích đi shopping, không xài cũng mua nữa. Nhưng mà cái con nhỏ quá mà chồng là đi làm, cho nên tôi ráng, tôi đi đứng cũng bất tiện á, tôi không có bằng lái, tôi phụ nữ Việt Nam mà mới. Nhưng mà tới lúc mà con nó lớn rồi, nó vô đại học rồi mà tôi cũng mới có 50 thôi à, rồi của ăn của để, thế là tôi là cái tật mà coi như shopping của tôi nó mới chính thức, nó mới lòi ra nha. Như vậy mình thấy có ba cái: một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống, môi trường hiện tại của mình á. À, chính cái đó nó mới dẫn đến chuyện mình thích cái này, mình ghét cái kia à. Rồi chính vì mình có được cái mình thích á thì mình gọi đó là hạnh phúc, và chính vì mình phải chấp nhận cái mà mình ghét á, cho nên mình gọi đó là đau đau khổ. Như vậy khi mình quán chiếu 12 xứ là sao, là mình, một là mình quán cảnh, hai là mình quán căn, hoặc là mình quán tâm. Thì khi mình biết đây là à, đây là nhĩ thức, nghe một cái đùng mình biết đây là nhĩ thức, chỉ vậy thôi. Hoặc là thí dụ như mình biết hết hồn, biết là hết hồn cũng được, nó biết là ý xứ cũng được. Còn không nó mình biết đây là cảnh thinh, chỉ vậy thôi. Nhớ nhà quan làm biết mình tôi đang nghe, chỉ là nghe, đang nghe, đang nghe, đang nghe bằng nhĩ thức à, và mình luôn luôn hiểu rõ rằng tất cả những gì mình thì nó rất là buồn cười, luôn luôn nhớ cái đó nha. À, luôn luôn nhớ rằng những gì ta thích là rất là buồn cười à, nó không có cái gì hết. Những gì ta thích là tại vì những điều kiện giả hợp giả lập mà nó mới dẫn đến cái chuyện là ta thích cái này, ta ghét cái kia. Hành giả phải luôn luôn nhớ như vậy. Và tôi phải nói rõ một chuyện nữa là hôm nay quý vị còn khỏe, quý vị còn trẻ, hay quý vị còn đẹp, thì quý vị nhìn cái Phật pháp, quý vị nghe giáo lý, rồi nghe về cái con đường hành trì, quý vị thấy nó không cần thiết. Nhưng mà mai này có tuổi một chút, sức khỏe nó trục trặc một chút, và các vị mới tiếc. Tiếc là ngày xưa hồi đó mình nhớ mình có nghe giảng chỗ này mà mình không có thực tập. Bây giờ là mình nằm ở trên giường bệnh có một mình một thân thôi nha, thì thực tập nó hơi muộn rồi. Bởi vì đã nói thực tập có nghĩa là nó phải thành 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 nếp, nó thành 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 thói quen nha. Chứ còn mình nghe mình để đó mà mình không có thực tập chánh niệm hả, rồi tới lúc mà đụng chuyện nó thì chịu không có nổi đâu quý vị. Quý vị tưởng tượng nó ngứa mà gãi không được, ai đó nó bị liệt rồi ngứa mà gãi không được, rồi có người còn thảm nữa, cái miệng nó không được, muốn cái gì đó lắm mà nói không được, hoặc ghét cái gì đó lắm mà không có nói được đó. Tức là đứa con nó lấy khăn nó lau mà lạnh quá đi, mà mình không nói cho nó biết được là bây giờ là cái khăn nó nên ấm một chút đó. Hoặc là nó đút cho mình ăn cái gì đó nó hơi mặn mà mình nói không được, rồi hoặc là nó lạc quá đi mà mình nói không được. Nhớ nha, lúc đó mới thấy thảm,
ngứa gãi không được, mặn quá chua quá nói không được, rồi lạnh quá nóng quá nói không được, rồi mình thấy nắng bên ngoài cửa sổ nó đẹp mình thèm được, nó đẩy ra ngoài một chút mà nó không thèm đẩy, nó lấy mền nó trùm thêm càng lúc càng nhiều mền, rồi nó ngồi kế bên nó cắn hột dưa nó coi phim đại hàng đó. Quý vị tưởng tượng nó làm sao mà ngày xưa đó là mình tiền bạc biết là bao nhiêu ha, tiền bạc rồi mình đi làm rồi mình tung tăng phố xá rồi du lịch đương đạt, rồi bây giờ con nó ngồi nó cắn hột dưa, nó ngồi nó coi phim, còn mình thì mình nằm đó nó tức tưởi hôi hám bực bội nha. Thì cái không có chánh niệm là quý vị không thể nào mà sống nổi những cái hoàn cảnh như vậy đâu nha. Mà tôi không biết là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra ngày nào, tôi không có chắc. Mà hôm nay thế giới bây giờ nó có đủ điều kiện để chúng ta bị cái đó. Vì sao? Vì thế giới hôm nay là cái thế giới mà nó căng thẳng, nó căng thẳng nhiều cái thứ căng thẳng của cái nhịp sống mà gọi là nhịp sống hối hả đó, nó dễ làm cho người ta bị stress, dễ làm cho người ta bị stroke, nhẹ thì stress mà nặng thì stroke, stroke tức là đột quỵ đó, nhớ nha. Cái nhịp sống hôm nay dễ lắm nha. Như vậy thì hành giả tu pháp quán niệm xứ là hành giả biết rõ là mình đang sống với triền cái nào. Lúc đầu biết nó vẫn còn nguyên, cái câu mình chắc phải ghi rồi nha. Lúc đầu biết nó vẫn còn đó, lâu ngày niệm và tuệ mạnh hơn. Khi ta biết nó thì nó sẽ biến mất, nhường chỗ cho tâm thiện. Cái câu này rất là quan trọng ha, rất là quan trọng. Có nghĩa là quý vị muốn biết là mình tu có khá hay chưa đó, mà mình phải đi hỏi thầy thì mệt lắm nha. Mà có người nghe cái chỗ này quý vị sẽ hỏi, ủa mình tu mình biết mình khá chưa làm chi? Biết chứ, cần phải biết chứ. Tại vì mình tát nước thì mình cũng phải biết là bên này nó đầy chưa, bên kia nó cạn chưa, mình phải biết chứ. Chứ còn có ai mà đi lụm thóc, lụm gạo hoặc đi tát nước mà không biết cái công việc mình nó tới đâu, đâu có được. Cho nên là mình phải biết rõ cái niệm của mình nó có tiến bộ hay không, cái tuệ của mình nó có tiến bộ hay không. Thì mình để ý một chuyện thôi, là mình biết đây là tâm tham, mình biết đây là tâm sân, mình biết như vậy nó có biến mất hay không. Cái chỗ này quan trọng, cái này xâm, cái này phải xâm vô người nữa nha, cái này phải xâm. Có nghĩa là mình phải biết rõ là cái niệm của mình, cái tuệ của mình nó đủ mạnh hay chưa. Chứ còn mà mình không biết nó mạnh hay yếu thì là biết đường đâu đi nữa nha, phải biết. Mà mình làm sao biết nó mạnh thì cứ lấy cái bài học này là nó đang nổi sùng lên đó, mà mình niệm xanh nha. Mà nếu mình niệm như vậy mà nó vẫn phần hoặc là lúc mình nghĩ lúc khác tu, lúc này mình phải săn áo mình xử cái thằng này mới được, thì như vậy là không được nha. Mà mình phải đạt tới cái mức mà chỉ cần mình nhận ra đây là tâm sân nha, vừa nhận ra là nó mất liền, như vậy đó thì quý vị mới khá nha. Chứ còn mà học lý thuyết cho đã, mà mỗi lần nó lên cơn mà không có xuống thì nó làm được. Cái chuyện đó là tôi dù rất là nóng tính nhưng mà phải nói là nó xuống rất là mau, xuống rất là mau. Thí dụ như trước mặt Phật tử ít ra mình cũng phải có chút tàm quý, mình nghĩ mình nổi sùng mà để cho họ thấy đó, thì nó tệ quá, đó là một. Và cái thứ hai nữa là biết chính xác là mình tin chắc vào điều mình hiểu, cái này quan trọng. Tin chắc điều mình hiểu, hiểu rõ điều mình tin. Đó, cái này khó rồi nha. Tin chắc cái điều mình hiểu là sao? Là Đức Phật ngài dạy rằng thân tâm danh sắc là đồ rác. Mình có tin cái là ngài nói đúng hay không? Mình có tin hay không nha. Cho nên đó là cái này là phải nhớ câu này, tin chắc cái điều mình hiểu, tức là mình khi mình hiểu rồi cái thân tâm danh sắc này nó đồ giả. Khi mà mình phải tin chắc thì cái điều mình hiểu và hiểu rõ cái này là đúng như vậy đó, đúng, danh sắc thân tâm là đồ rác. Cho nên tin chắc cái điều mình hiểu và hiểu rõ cái điều mình tin thì mình mới tu tập để quán được. Còn mà giáo lý mà học ấm ma ấm mớ đó thì quý vị không có thể nào làm được cái câu vừa rồi. Có nghĩa là
lúc đầu biết nó còn đó, lâu ngày biết nó biến mất. À, thì cái đó mới là khá. Mà tôi nhắc lại lần nữa là hình như là tôi không có thấy cái vấn đề này được nói rõ ở các sách thiền. Mặc dù trên cái nền tảng trong cái ý thì mình thấy bàn bạc tất cả thiền sư đều có nói đến chỗ này, nhưng mà nói rõ ra như vậy tôi chưa thấy. Và tôi mong quý vị nếu được cái viết cái câu này, cái câu này có thể là câu quan trọng đáng để mình treo nhất. Mà cái câu này phải là câu của tôi, mà cái này là kinh nha. Lúc đầu niệm tuệ còn yếu, thấy đây là phiền não thì nó vẫn còn đó, nhưng mà lâu ngày khi niệm tuệ nó đủ mạnh rồi đó, thấy nó là sân thì nó sẽ biến mất. Đây chính là lúc quý vị có thể nói đó là tuy chưa là đắc thánh nhưng mà phải nói là quý vị đã thấy được Phật rồi. Và tôi phải nói rõ luôn một chuyện là những ai mà sanh ra thời này, dĩ nhiên thì không có duyên thấy Phật, nhưng mà nếu mà kiến thức Phật học của mình có căn bản mà hành trì có hiệu quả, thì cái việc mà quý vị hình dung ra một cái con người mà coi như 32 hảo tướng đi đứng trong cái từ mẫn và chánh niệm, nó không có khó nha. Bởi vì hình ảnh của Đức Phật là gì? Hình ảnh đó là hình ảnh từ mẫn và chánh niệm suốt đời và suốt ngày nha. Suốt đời và suốt ngày là ngài luôn luôn từ mẫn và chánh niệm. Thì quý vị tưởng tượng một cái con người mà dù không có đẹp lắm ha, mà có hai cái từ mẫn và chánh niệm, thì con người đó đã là xuất sắc cỡ nào. Mà đằng này ngài có 32 hảo tướng mà ngài luôn luôn chánh niệm và từ mẫn. Mà tại sao tụi mình phải thấy hình ảnh Đức Phật? Bởi vì đó là một trong tam bảo mà. Mình thờ Phật ít ra phải có khả năng đó chứ, mình phải có khả năng mình hình dung ra Đức Phật chứ. Thì tất cả những ai mà nói ngon lành nó nói mình tu không cần hình Phật á. Nhưng mà ít ra đó các vị cũng phải nhìn nhận rằng mình không có dầu mình có bảnh, mình không có cần tượng, không cần tranh, nhưng mà ít ra mình cũng phải có thể hình dung được cái bậc đạo sư của mình chứ nha. Phải hình dung đến cái bậc đạo sư của mình. Cho nên đó là hình ảnh Đức Phật chính là vậy đó, là ngài luôn luôn sống trong cái từ tâm và chánh niệm. Bây giờ rồi ngài Sa La Phất thì nói sao? Ngài nói rằng giống như một cái công tử, một thiếu nữ, cái cô tiểu thư nhà giàu á ha. Sáng trưa chiều có mấy cái tủ quần áo, muốn thay cái màu nào cũng được. Thì cũng vậy, một cái vị hành giả mà đúng mức á, thì trong một ngày như vậy để có thể an trú trong cái thất giác chi như an trú trong cái thất giác chi như ý mình muốn làm sao. Có nghĩa là lúc nào thấy cái tâm mà nó hết pin, thiếu máu, nó lui sụp, thì họ an trú ở trong trạch giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi. Khi nào mà họ thấy tâm của họ nó bung sung, nó quá khích, nó bồng bột, nó sốc nổi, thì lúc đó họ an trú trong cái tỉnh định xả. Riêng về cái niệm giác chi thì mọi nơi mọi lúc, nhớ nha, niệm giác chi thì mọi nơi mọi lúc, họ biết rõ hiện giờ đó là mình đang cần có hỷ giác chi, hoặc là họ biết rằng hỷ giác chi bây giờ nó đang ở cái mức cao trào quá độ, nó đang ở cao trào quá độ. Dạ, tìm cách cho nó lắng xuống. Ví dụ như mình đang ngồi theo dõi hơi thở, cho nên mà tự nhiên cái là mình nảy ra cái ý là ngày mai mình sẽ đi lên lễ tháp tám sợi tóc, rồi ngày mai mình sẽ trai tăng ở các thiền viện, rồi chiều nay là mình sẽ đi chợ, mình sẽ mua cái này cái kia, dầu gió rồi thuốc men giày dép về cúng dường cho hành giả, cho chư tăng. Ví dụ như vậy thì lúc đó mình phải kèm nó liền, mình nói đây là tâm thiện, đây là hỷ giác chi nè nha. Nhưng có điều không phải lúc đó, để một lát tính, còn bây giờ mình đang thiền. Cái cơ hội mà được ngồi xếp bằng trước đại chúng, trước thiền sư đó, nó không có nhiều nha. Bây giờ mình ngồi đây mình có tính toán cỡ nào đó, mình biết cái việc đó mình đâu có làm được đâu. Mà trước mắt là mình bỏ lỡ cơ hội là tu quán nha. Còn cái chuyện mà mình đang nảy cái ý nãy giờ đó thì lát nữa ra ngoài tha hồ nha.
Nhưng mà ngay bây giờ vàng để mà mình an trú chánh niệm thì mình lại để cho cái ý giác kia mà nó rạc rào kiểu này. Các vị có nghe kịp không? Nhớ nha, cái cơ hội mà được ngồi như vậy đó là một ngày nó không có nhiều nha. Còn cái chuyện mình ngồi mình tính toán là mình sẽ mua cái này mua kia về cúng dường thì thiếu gì lúc nha. Nếu mình phải biết cái lúc nào làm cái việc gì nha. Cho nên bốn cái pháp mà tỉnh thức, bốn pháp sampajanya trong đó có nói rõ là hành giả biết rõ là cái lúc này nè, cái việc đó đó nó có hỗ trợ cho cái pháp môn mà mình đang hành trì hay không. Mà nó gọi là sattaka sampajanya, mà cũng là gochara sampajanya, mình biết cái cảnh giới mà cái tâm mình nó đang lang thang đó, cái kiểu sống của mình, cái kiểu hành động của mình, cái kiểu suy nghĩ của mình đó, nó có làm hại cho cái công phu tu quán hay không. Thì cái đó gọi là gô cho nó xâm bá chân nhá, mà cũng là sắp ba cái xâm bá chân nhá, cũng là sắp tất cả xâm bá chân nhá. Và cái quan trọng là cái thứ tư, đó gọi là xâm mô ha, xâm bá chân nhá, tức là hành giả luôn luôn biết rõ có phiền não chứ không có người phiền não, chỉ có tâm sân chứ không có ai sân, chỉ có tâm tham chứ không có ai tham, chỉ có chánh niệm chứ không có người nào chánh niệm. Chỉ có trí tuệ chứ không có người nào trí tuệ, chỉ có khổ đế chứ không ai khổ, chỉ có tập đế chứ không có ai gieo nhân khổ, chỉ có diệt đế là sự vắng mặt của tập đế chứ không có người nào giải thoát khổ. Chỉ có người, chỉ có sự hành trì bát chánh đạo chứ không có người hành trì. Cái chỗ này nè, cái chỗ này mà quý vị mà nghe kỹ cái chỗ này thì nó quan trọng kinh khủng lắm nha. Chỉ có các pháp chứ không có người nha, chỉ có các pháp nó diễn ra chứ không có người nha. Rồi thì bây giờ tôi ôn lại cái thấp quán niệm xứ, đó là quán chiếu năm triền, năm triền 12 xứ thất giác chi nha. Rồi bây giờ mình học qua cái bốn đế. Bốn đế là sao? Là hành giả biết rõ rằng bộ cuộc sống mình. Quán bốn đế là hành giả biết rõ toàn bộ đời sống của mình chỉ nằm trong hai đế đầu tiên. Nhớ nha, quán bốn đế là quán vậy đó, tức là biết rõ rằng toàn bộ đời sống của một phàm phu đó chỉ nằm trong có hai đế đầu tiên thôi. Làm sao? Đó là bất cứ khi nào mình thích cái gì thì đó là mình đang gieo cái nhân khổ. Bất cứ lúc nào mình thích cái gì thì lúc đó mình đang sống ở trong tập đế. Nghe, nhớ nghe cái này, nghe nghe kỹ ghi câu này nè. Nguyên cái đời sống mình nó chỉ có hai thời điểm thôi. Một là bất cứ lúc nào mà có cái thích đó, có cái thích, có cái đam mê trong nọ trong kia đó, thì lúc đó mình đang sống trong tập đế. Ngoài cái giây phút thích ra thì toàn bộ là đế hết. Ngoài cái giây phút sống với tập đế là cái niềm thích thú đam mê trong cái gì đó hả, toàn bộ thời gian còn lại chỉ là khổ đế. Mọi hiện hữu là khổ, nhớ nha, mọi hiện hữu là khổ, mọi sự có mặt của người, trời, chim muôn, cây cỏ, mọi sự có mặt đều là khổ đế. Cho nên ta thích cái gì đi nữa cũng là thích ở trong khổ đế. Mà bản thân cái thích đó là tập đế, mà tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Mọi hiện hữu là khổ, nên ta thích cái gì cũng là đam mê trong khổ. Nghe kịp chưa? Đam mê trong khổ nghĩa là gieo thêm khổ mới. Chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi, nhớ nha. Mọi hiện hữu là khổ. Tôi nhắc lại một lần nữa, trong room này tôi không biết là có bao nhiêu người học
A Tỳ Đàm. Cho nên tôi mong rằng những ai mà dốt đặt không biết cái gì hết, làm ơn nhớ cái này cũng tu được. Cứ nhớ là mọi hiện hữu là khổ, dầu đó là sự có mặt của cây cỏ đất đá con người chim muôn súc vật khoáng vật động vật thực vật, nói chung các loài sinh vật rong tảo nữa, thì tất cả đều là khổ, bởi vì nó nằm ở trong 12 xứ. Nó không phải là căn thì nó cũng phải là cảnh, mà không là căn thì cũng phải là cảnh nha. Nó là khổ trực tiếp hay là khổ gián tiếp mà thôi nha. Theo trong A Tỳ Đàm, khổ đế là gì? Là toàn bộ tâm, tâm sở và sắc pháp nha. Trong A Tỳ Đàm nói vậy đó nha. Cho nên mình hãy nhớ rằng mọi hiện hữu là khổ, nên ta thích cái gì trong đời này cũng chỉ là đam mê trong cái khổ. Như vậy thì toàn bộ đời sống của một phàm phu suốt đời và suốt ngày đó, mỗi giây mỗi phút chỉ có hai đế thôi. Đó là khi nào thích cái gì đó thì đó là tập đế. Còn ngoài ra, ngoài cái thích đó ra, cái giống gì nó cũng là khổ đế hết nha. Nhớ như vậy. Còn sao? Diệt đế là cái sự vắng mặt của tập đế. Sự vắng mặt thì diệt đế chúng ta biết nó có hai. Một là diệt đế hữu dư và cái diệt đế vô dư, tức là niết bàn vô dư và niết bàn hữu dư đó. Thì cái diệt đế hữu dư đây là sao? Có nghĩa là sự vắng mặt tập đế. Diệt đế có hai là hữu dư và vô dư. Diệt đế hữu dư là cái sự vắng mặt tập đế. Lúc quý vị La Hán còn sống, còn cái diệt đế mà vô dư là cái sự vắng mặt của cả tập đế và khổ đế. Khi vị La Hán viên tịch, có hiểu không ta? A luôn. Còn cái đạo đế là gì? Đạo đế là cái nội dung hay là tinh thần của bát chánh đạo. Không biết các vị có còn nhớ và có để ý hay không? Tôi hiếm bao giờ mà tôi nói bát chánh đạo suông đó, mà tôi hay thêm cái chữ tinh thần là sao? Bởi vì con số 8 là cái con số tịnh tinh. Bởi vì chính Đức Phật có lúc ngày nói còn có ba thôi, đó là có nghĩa là ba cái vô lậu học giới định tuệ thôi, ngài mới nhắc tới số 8 nha. Rồi có lúc ngài chỉ nói số 7 tức là thất giác chi. Rồi thậm chí có lúc ngài chỉ nói có hai thôi, đó là chỉ quán. Này các tỳ kheo, có hai cái pháp này cần được tu tập, cần phải được làm như kiên cố sung mãn, nhờ vậy sẽ dẫn đến cái sự giải thành tựu chính trí chứng ngộ niết bàn. Đó chính là chỉ và quán, tức là định và tuệ. Có lúc ngài không nhắc đến giới là vì sao? Là bởi vì là cái người mà có hành trì họ sẽ hiểu, cái người có học đạo họ sẽ hiểu. Không có giới thì làm gì có định và tuệ, cho nên ngài chỉ nói con khúc sao thôi. Cũng giống như mình ơi, không có sức khỏe đó thì không có sự nghiệp, mà nói vắn tắt như vậy. Chứ còn mà muốn có sức khỏe thì anh phải làm sao? Phải ăn uống đàng hoàng, rồi phải tập thể dục, rồi phải có cái không khí không ô nhiễm, không khí trong lành, là phải có nắng có gió, rồi phải có này có kia tùm lum hết. Nhưng mà người ta trong trường hợp nào đó, người ta mới cần nói nhiều, người ta chỉ nói là không có sức khỏe không làm được việc gì hết, có sức khỏe là có tất cả. Rồi có một lúc người ta lại nói không có tiền bạc thì không làm được gì hết, tiền không phải vạn năng, nhưng mà không có tiền thì vạn sự bất năng nha. Thì nó tùy chỗ mình nghe mình hiểu, chứ mình đừng có hiểu thì kiểu con nít thì chết, người ta nói sao có ôm cái cương vậy nha. Cho nên nó là cái đạo đế nó có chỗ như là số 8, số 7, số 5, số 3, số 2, thậm chí có số 1 nữa. Có nghĩa là trước khi ngài niết bàn, ngài nói còn có một thôi. Này các tỳ kheo, vạn hữu ở đời cái gì rồi cũng vô thường, có sanh thì có diệt, hãy tinh tấn chớ dễ vui. Thì cái chữ appa ma đó đây có nghĩa là appa
đó là không dễ ngươi. Không dễ ngươi là sao? Không dễ, trong rung này còn nhớ cái ý nghĩa của không dễ ngươi không ta? Alo. Không dễ ngươi là không chê điều thiện nhỏ mà không làm, không cho đó là điều ác nhỏ rồi làm. Rồi thấy sợ tông mọi hiện hữu dù vi tế cao sang đến mấy. Đó là ba cái nhớ nha. Cái thứ nhất là không chê thiện nhỏ mà không làm, hai là không cho lá điều cho đó là điều ác nhỏ rồi làm, ba là không xem thường một hình thức tái sinh thì não nào dù vi tế đến mấy. À, có nghĩa là ô có thể chút xíu thì có gì đâu, thì mình đã là tỳ kheo rồi, mình giới lực trong sạch thì ăn thích, mình ăn ngon mình thích chút xíu thì có cái gì không được. Nếu mà nó rốt ráo một chút xíu tâm tham trong lúc ăn cũng không được, một chút xíu hờn giận khó chịu với con mũi con ruồi thì cũng phải biết đó là phiền não nha. Cái phiền não của chút xíu cũng không dễ ngươi được. Cái thứ hai là dầu mình có hiện hữu trong một cái giây phút nào ở trên cõi phạm thiên hay là dưới địa ngục, dầu làm chó làm heo làm gà làm dục thiên hay là phạm thiên rồi bất cứ một hình thức nào, hễ còn hiện hữu là còn khổ, và hễ còn hiện hữu thì còn là cái gánh nặng, nhớ nha. Cho nên có ba cái không dễ ngươi là sao? Một là không chê thiện nhỏ mà không làm, không chê ác nhỏ mà làm, rồi cái thứ ba là dầu đối với một sự hiện hữu nhỏ xíu vi tế đến mấy thì cũng sợ biết rằng đó là còn nằm ở trong sanh tử. Đó, nhớ cái đó. Chứ còn hầu hết mình á thì phải nói là mình đều dính đủ ba cái này, thì nghĩ có đúng không? Mình là dính đủ ba cái này. Một là mình thấy lười biếng, cái đó không có đáng làm, mình làm gì đó người ta đâu ai biết đâu. Làm thiện, ví dụ như bây giờ mình đi mình nghe nó muốn nghe nó lá bộ ra ngoài sân chùa một chút, mà mình siêng thì mình còn quét lá hốt lá, còn mình làm biếng mình lần đó thấy cái lá nó mình cũng làm biếng lắm. Thì cái đó cũng gọi là chê thiện nhỏ không làm, còn chê ác nhỏ mà làm thì đó cũng nên, dầu đó là một cái móng tay bất thiện cũng nên. Và cái thứ ba là mọi hiện hữu dầu vi tế cách mấy cũng đáng được xem là gánh nặng sanh tử nghe. Đó là ba cái, tức là đối với thiện với ác và sanh tử không có dễ vui, nhớ nha. Thì ở đây các ngài giải thích cổ đế là gì? Cổ đế đó là cổ đế là sự có mặt của 12 xứ 18 giới của 5 quẩn của 3 đế, thì đó gọi là khổ. Sự có mặt của 3 đế là khổ, nhớ nha. Sự có mặt của khổ đế, tập đế và đạo đế đều là khổ đế. Không biết trong rung mình có nghe này không ta? Có nghe kỳ không? Cái sự có mặt của ba đế đó là khổ. Đó là sự có mặt của khổ đế. Đó là càng học mình càng thấy nó rối. Nhưng mà nếu mà các vị về các vị nhớ lại thì các vị sẽ thấy bệnh là khổ, bệnh đó là phiền phức, mà bản thân thuốc men nó cũng là cái phiền phức. Bệnh viện, bác sĩ, y tá giao mổ cũng là cái phiền phức. Nhưng mà khi cần thì mình chia nó ra, bệnh nhân riêng, bệnh rồi cái chứng bệnh nó là riêng. Bệnh nhân là cái người bình thường mà bị một cái chứng bệnh nào đó gọi là bệnh nhân, mình chia nó ra vậy đó. Rồi cái người mà trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm mà chữa trị cho mình đó, thì cái đó là bác sĩ. Rồi cái người mà hỗ trợ bác sĩ là y tá. Rồi những cái thuốc men mà họ sử dụng đó, là y dược nha. Nhưng mà gom chung lại đó thì bản thân người bệnh, chứng bệnh
y tá, bác sĩ, bệnh viện, thuốc men, tất cả đều là phiền phức hết. Bởi vì là người ta không có, một cái người bình thường họ đâu có quá trời như vậy. Thí dụ như, như tôi sáng nay nè, tôi chỉ có mình tôi thôi. Sáng nay tôi không cần đến bệnh viện, tôi không cần đến bác sĩ, không cần đến y tá, không cần đến thuốc men, không cần đến dao kéo, không cần đến băng ca, không cần đến phòng mổ, không cần xe cấp cứu, có đã không? Còn chính thì tôi bệnh nó mới có tùm lum, nhớ nha. Cho nên á là mình chia nhỏ ra, mình thấy khổ đế là tất cả sự hiện hữu của năm quẩn nha, 12 xứ, 18 giới. Dạ. À, rồi tập đế đó là sự đam mê ở trong mấy cái thứ đó, đam mê trong năm quẩn, 12 xứ, 18 giới. Nha. À, có là gì? Đạo đế nó cũng chính là ba cái tâm và tâm sở thôi, nhưng mà sở dĩ nó được gọi là đạo đế là bởi vì trong trường hợp nó được áp dụng, vận dụng, ứng dụng để mà đối phó với việc với tập đế, trong trường hợp đó đó nó được gọi là đạo đế, chứ bản thân nó vẫn nằm trong ba khổ. Đạo đế vẫn nằm trong ba khổ. Tụng Kinh có hiểu không ta? Đường ra rừng cũng chính là đường vô rừng, mà con đường ra khỏi rừng phải nằm trong rừng. Đường ra khỏi rừng thì phải nằm trong rừng, tức là cái tâm thiện, mà cái trí tuệ, cái chánh niệm mà mình dùng để mà đối phó với tập đế đó thì nó cũng vô thường. Nên nhớ đạo đế nó vẫn là pháp hữu vi, nhớ nha. Nhưng mà mình vận dụng nó, ứng dụng nó để mà đối phó với tập đế thì lúc bấy giờ nó được gọi là, được gọi là đạo đế. Cho nên người học A Tỳ Đàm phải nhớ định nghĩa này. Đạo đế là gì? Đạo đế chính là bát chi đạo trong tâm đạo, chứ còn ngoài ra nó là khổ đế. Cái chỗ này là phải, phải nhớ cái chỗ này quan trọng nha. Có nghĩa là khi mình quán chiếu đến đó mình mới thấy nó ngán. Có nghĩa là hễ còn có mặt trong đời, danh sắc còn có mặt, thì bản thân cái sự có mặt của danh sắc nó đã là khổ rồi nha. Bởi vì mình học trong A Tỳ Đàm thấy rõ ràng đó là khổ đế là tất cả tâm, tâm sở và sắc pháp mà. Cho nên quán chiếu tứ đế là sao? Làm giả biết rõ đây là khổ đế nè. Bất cứ một giây phút nào mình thích cái gì biết đây là, đây là tập đế. Nhớ như vậy. Như vậy nói tu bốn đế cho sang, nhưng mà thật ra mình chỉ tu có hai đế thôi. Biết rõ đây là tập đế, biết rõ đây là khổ đế. Cứ thích cái gì đó là biết đây là tập đế. Thích ở trong cảnh dục thì sẽ đi về cõi dục, thích trong cảnh thiền thì sẽ đi về cái cảnh nha. Chỉ bao nhiêu đó, phần mình trong rung này, cái vụ cõi thiền chứ không có rồi nha. Cho nên suốt ngày mình chỉ biết rõ là đây là khổ đế nè, à, đây là tập đế. Khi mà mắt thấy cái gì đó thì biết đây là khổ đế, mà thích trong cái gì đó nó là tập đế. Tai nghe cái gì đó là mình biết cái lỗ tai nó là tập đế. Cái cảnh mà tai nó nghe đó, nó là, à, xin lỗi, tai nghe là khổ đế, cái lỗ tai mình là khổ đế, mà cái cảnh nó là khổ đế, mà mình có thích trong cái âm thanh đó thì nó là tập đế. Có hiểu chưa? Cứ vậy thôi, cái quán chiếu vậy đó. Rồi bây giờ suốt ngày cứ bao nhiêu đó, rồi bây giờ tôi giả định nè, đó bây giờ tôi đi đâu về nè, đó tôi đi xuống, tôi mở cửa xe, mở cửa nhà, tôi bước vô nhà, vừa bước vô nhà mà nghe tiếng con nít, nghe tiếng chó, tiếng mèo, tôi bực, vừa bước vô rồi biết ở đây là khổ đế. Nhưng mà bên cạnh đó trong vòng tích tắc tôi nghe cái tiếng mà ai chiên xào thơm quá tôi thích thì biết đây là tập đế, chỉ vậy thôi. Rồi bắt đầu tôi nghe mỏi mệt quá thì tôi muốn đi nằm, biết rõ cái mỏi mệt đó là khổ đế, mà cái muốn đi nằm đây nó là tập đế. Rồi tôi mới thả cái lưng lên giường cho nó đã quá thì biết đó là tập đế. À, mà khi mà tôi dương dai tôi biết rõ là dương dai thì đó là khổ đế. Mà tôi muốn cái dương dai đó là tập đế. Nói chung là muốn ở đâu thì tập ở đó, mà ngoài cái tập thì bất cứ cái gì cũng là khổ đế hết. Biết rõ thấy nghe ngửi nếm đụng luôn luôn biết rõ cái này, cái gì mà thích thì là tập, mà ngoài cái thích đều là khổ hết. À, ngoài thích đều là khổ hết. Vậy đó gọi là quán chiếu về về bốn đế. Vậy trong chú giải chỗ này các ngài nói rằng nó làm giả thấy rõ sự, từ cái sự có mặt của danh sắc, à, từ cái sự xuất hiện của danh sắc nó mới dẫn đến cái gì, nó mới dẫn đến cái sự biến hoại của danh sắc, à, đó là khổ đế. Chỉ nhớ nhớ thôi, khổ đừng gọi là khổ, đây có nghĩa là từ cái sự có mặt,
dẫn đến cái sự biến mất. Thì cái đó gọi là, thì được gọi là khổ, là bởi vì nó nằm trong ba khổ mà. Khổ đế là gì? Là nhắm đến khía cạnh có rồi mất. Mà tại sao có rồi mất gọi là khổ? Là bởi vì nó nằm ở trong ba khổ. Tôi nhắc lại, và khổ có ba. Một là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Người không biết đạo nghe nó đến khổ thì chỉ nghĩ đến một cái khổ khổ thôi, có nghĩa là khổ cảm giác nha. Các vị còn nghe không? Có nghĩa là khổ cảm giác. Ví dụ như là khó chịu, đau đớn mới là khổ. Nhưng mà ở trong, trong cái A Tỳ Đàm, trong cái pháp môn tứ niệm xứ thì cái khổ đế nó nghĩa nó cái hẹp như vậy. Mà nó cái cảm giác khó chịu của thân tâm là khổ đúng rồi, nhưng mà bất cứ một cái sự có mặt nào trên đời này nó cũng là khổ luôn. Vì sao vậy? Là vì nó nằm trong ba khổ. Có nghĩa là sự có mặt của cái gì làm cho mình khó chịu thân tâm thì đó là khổ. Sự vắng mặt của cái gì mà nó làm cho mình dễ chịu cũng là khổ. Và cái thứ ba, chính cái tính lệ thuộc nhân duyên, lệ thuộc điều kiện để mà có mặt á, ha, thì cái bản chất đó, cái bản chất mà lệ thuộc đó, đó cũng là khổ. Nhớ nha, nhớ nha. À, bị bên nhà chồng bạc đãi đó là khổ. Mà nói xa hơn nữa, cái sự có mặt bên nhà chồng đó cũng là khổ. Bởi vì từ cái chuyện mà anh có mặt bên nhà chồng đó, thì nó mới dẫn đến chuyện em chồng, cha chồng, mẹ chồng, bà con bên chồng hà hiếp mình. Mà cái chuyện họ hà hiếp tôi chưa nói. Tôi chỉ nói là cái ngày mà anh lên xe hoa mà đi về làm dâu xứ lạ đó, thì cái chuyện mà anh ngồi lên xe hoa đó là, nó đã là khổ rồi, nó đã bắt đầu rồi nha. Rồi anh đặt chân vào cái thềm nhà, thay bỏ cái áo cưới ra là bắt đầu dấn thân vào một hành trình khổ khổ nạn nha. Mặc cái áo bà ba hai như củ xì vô, rồi bắt đầu lao xuống bếp nha, là bắt đầu dọn dẹp sạch rau cho heo, rồi nấu cám cho heo, rồi bắt đầu tắm rửa mấy em bé, rồi bắt đầu lao dọn bàn thờ, rồi mấy cái tấm phản, rồi xuống bếp nấu cơm trưa cơm chiều, rồi bắt đầu bị cái cảnh dằn mâm sáng chén, đánh chó đuổi mèo, chửi xiên chửi sợ bên nhà chồng. Thì đó, những cái đó là nó quá họ rõ mình mới kể. Nhưng mà mình chỉ kể là từ lúc mà mình thương cái thằng nào đó, hoặc là thằng nào nó đến đó họ trầu cao giảm ngõ, nó hỏi cưới mình, là bắt đầu là cái khổ từ đó rồi đó. Rồi gia đình mình gật đầu, rồi bắt đầu mà bắt đầu đính hôn, rồi bắt đầu kết hôn, rồi lên xe hoa, xuống thuyền hoa, là dầu đường nước hay là đường bộ đi nữa, nhưng mà đại khái rời nhà đi là bắt đầu khổ. Thì chính vì cái chuyện mà mình nghe cái chuyện, chính cái chuyện làm dâu bản thân đó là khổ nha. Cho nên nó đây ba khổ là gì? Một là sự có mặt của những gì mà làm cho mình khó chịu thân tâm thì đó là khổ, khổ khổ. Thứ hai là sự vắng mặt của cái gì mà nó làm cho mình khó chịu. Và cái thứ ba là cái tính lệ thuộc các duyên mà có, thì nó gọi là hành khổ nha. Nóng nực là khổ khổ. Mà tự nhiên nó cấp điện thì đó là hoại khổ. Sự có mặt ở xứ nóng nó chính là hành khổ. Ồ, như vậy khổ đế nghĩa nó rất là rộng. Nó bao gồm luôn tất cả một vạn sự ở đời, bao gồm mọi hiện hữu, cái gì mà có mặt rồi mất đi thì đó gọi là khổ đế nói chung nha. Rồi cái gì mà nó nằm ở trong cái dòng cương tỏa của vô thường, khổ, vô ngã thì cái đó được gọi là khổ, nhớ nha. Khổ đế là quán khổ đế. Như vậy thì từ cái lúc mình sanh ra, mình lớn lên, rồi mình bệnh, mình già, mình chết, rồi mình thành danh đổ đạt thất bại trong tình trường hay là trong thương trường hay là chiến trường hay là chính trường, thì thành bại đắc thất danh hư tiêu trưởng phù trầm, thì tất cả đều là khổ hết, nhớ nha, đều là khổ hết, đều là khổ hết. Thì hành giả từ sáng đến chiều cứ thấy đời sống của mình nó chỉ quẩn quanh trong cái hoạt động của sáu căn. Đời sống của ta chỉ quẩn quanh
trong hoạt động của sáu căn, hoạt động nào cũng là khổ đế. Bản thân sự có mặt của sáu căn cũng là khổ đế nha. Bất cứ sự thích thú nào trong sáu căn cũng đều là tập đế. Vì có đam mê trong sáu căn thì mai sau mới tiếp tục có sáu căn. Sáu căn đời sau có mặt trong cái điều kiện tốt xấu buồn vui thế nào thì tùy thuộc vào phước tội mà ta đã tạo. Có hiểu không ta? Có hiểu không? Đời sống của ta chỉ quẩn quanh trong hoạt động của sáu căn, mà hoạt động nào cũng là khổ đế. Bản thân cái sự có mặt của sáu căn cũng là khổ đế, mà bất cứ sự thích thú nào trong sáu căn á, trong sáu trần á, cũng đều là tập đế. Vì có đam mê trong sáu trần, tôi viết số sáu mà tôi viết số năm xong tôi bội số sáu thành năm mươi sáu trần nha. Vì có đam mê trong sáu trần á, thì mai sau mình mới tiếp tục có sáu căn nữa, nhớ nha. Mà vì mình có sáu căn thì mình mới có mặt ở đời chứ, mà sáu căn đời sau nó có mặt trong cái điều kiện tốt xấu buồn vui thế nào thì tùy thuộc vào phước tội mà ta đã tạo. Các vị nghe kịp không? Cái chuyện đầu tiên đó, cái niềm đam mê trong sáu trần á chỉ là cái visa nhập cảnh thôi. Còn ta sống ra sao ở cái xứ sở mới đó, ở cái xứ sở khác đó, ở xứ sở đó đó, tùy thuộc vào sức khỏe nè, rồi tài chính nè, rồi quan hệ quen biết nè, rồi trình độ kiến thức nè. Có hiểu không ta? Các vị nghe kịp không? Cái niềm đam mê ở trong sáu trần nó chỉ là cái visa nhập cảnh thôi. Còn cái chuyện mà ta sống ra làm sao á thì nó tùy thuộc vào sức khỏe, tài chính, quan hệ quen biết, trình độ kiến thức đó, thì cũng vậy. Do mình đam mê nên sáu trần cho nên mình phát căn. Mà khi anh có sáu căn thì coi như là anh có cái tấm thân mới rồi đó. Nhưng mà anh có sáu căn thì sáu căn ở đâu? Anh có sáu căn mà anh ở dưới địa ngục, anh có sáu căn mà anh làm con heo, anh có sáu căn mà anh làm con chuồn chuồn châu chấu, anh có sáu căn mà anh ở trên cõi dục thiên hoặc là nhân loại. Rồi trong cái cõi nhân loại anh ở cái xứ nào, anh sinh ra trong cái hình hài ra sao. Dạ ví dụ như là Việt Nam mình đây bên Đông Y đi, ngoài cái là cái tiên thiên, cái hậu thiên đó. Cái tiên thiên là ví dụ như mình sinh ra cái cơ bản mình có sức khỏe hay không. Còn cái hậu là cái hậu thiên là nhiều khi mình sinh ra thì mình eo uột, nhưng mà lớn lên thì do cái điều kiện sinh hoạt mình được khỏe, được khá ăn chút. Như giáo sư Nguyễn Khắc Viện nên là ông từng bị cắt mất một cái phổi. Cho nên bác sĩ nói ông này sống không có lâu, mà cuối cùng bác sĩ sống được tới 85 tuổi. Đó là cái tiên thiên không có tốt, nhưng cái hậu thiên cũng ok nha. Cho nên cái sự có mặt của mình ở trong một cái cảnh giới nào đó, nó ngoài cái tiền nghiệp, nó còn có cái điều kiện, cái môi trường sinh hoạt trước mắt nữa nha. Thì ở đây mình thấy đó là do đam mê trong sáu trần thì mình phải có mặt ở trong của sáu căn, tức là mình tiếp tục mình có sáu căn nữa.
Còn mà cái nó cái sáu căn đó nó có mặt trong cái điều kiện nào thì tùy thuộc vào cái chuyện là mình có phước nhiều tội nhiều. Cũng giống như tôi có cái visa thì tôi đặt chân lên đất đất Campuchia, có visa thì đương nhiên là cho tôi vô thôi, tôi xuống máy bay thì xuống, tôi có visa Campuchia mà thì tôi tới Campuchia. Nhưng mà tôi tới Campuchia mà tôi sống ra làm sao thì đó là chuyện khác nha. Ở đây cũng vậy, do đam mê trong sáu trần cho nên tôi mới sinh ra tôi có tiếp tục tôi có sáu căn, nhưng mà sáu căn nó trong cái hoàn cảnh nào thì cái đó chưa biết nha. Thì hành giả cứ nhớ rằng mọi sự có mặt của bất cứ căn nào, dầu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó đều là khổ để hết. Và bất cứ cái niềm đam mê nào ở trong sáu trần thì nó cũng đều là tập để hết. Mà người ta sẽ gọi là tập là bởi vì chính đam mê đó trong sáu trần nó mới tiếp tục nó tạo ra sáu căn để mà ghi nhận sáu trần. Cứ như vậy nó cứ xà quần nó cứ lẫn quẩn lanh quanh suốt một cái dòng luân hồi vô thủy. Nhớ nha, cái chỗ này tôi muốn nói tới nó luôn, tôi ôn hoài cho các vị nhớ, ôn mãi ôn hoài. Toàn bộ đời sống của mỗi người chỉ là sự hiện hữu của sáu căn, mà sáu căn nó được gọi là sáu căn là nhờ có sáu trần, chứ còn không có sáu trần thì không có sáu căn nha. Sáu căn sáu trần nó phải hỗ trợ, do sáu có sáu trần mới có sáu căn, mà do sáu căn mới có sáu trần, mà sáu căn sáu trần nó cộng lại nó mới là có sáu thức. Mà cái sự gặp mặt của căn cảnh và thức nó mới tạo ra sáu xúc, từ sáu xúc nó mới có sáu thọ. Mà từ sáu thọ đó, nếu mà mới bậc thánh đó, thì sáu thọ nó dẫn đến là tính tánh niệm định tuệ. Còn người không có tu thì sáu thọ nó dẫn đến sáu ái, yếu thì gọi là ái mà mạnh gọi là thủ nha. Thủ nó chính là ái mà đi chung với tà kiến nha. Rồi từ thủ nó mới sanh ra hữu, hữu có hai đó là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là các nghiệp thiện ác nha, còn sanh hữu là các cái tâm đầu thai, do có tâm thiện ác nó mới có cái tâm đầu thai. Mà từ có cái tâm đầu thai nó mới dẫn cái chuyện là ta tái sanh vào cái cảnh giới này cảnh giới kia. Mà đã có tái sanh thì phải có sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não thương, phải xa ghét phải gần, muốn mà không được. Rồi trong khi mà khổ quá như vậy thì sao? Do không hiểu bốn đế là gì nên khi khổ quá người ta mới tìm cách chạy trốn cái khổ đó bằng cách là kẻ thì làm ác, người thì làm thiện. Làm ác thì đọa vào bốn đường khổ, còn làm thiện người sanh về các cõi lành. Mà sanh về các cõi lành nó hưởng cho nó hết cái phước trên đó rồi, hết tuổi thọ trên đó rồi, phải quay trở về cái đơn vị gốc đó là cái cõi thấp nhất. Hãy hưởng hết rồi là phải trở về cõi thấp nhất, đó là sự sa đọa. Rồi khi mà mình bị đọa như vậy một thời gian á, thì mình cũng phải đi lên chứ đâu ở dưới hoài. Mà các vị sẽ hỏi tôi đi phước cầu đi lên, mà tôi thì tôi phải nói là vì cái dòng luân hồi nó vô thủy thâm thẳm vô tận về đời trước, quý vị đã tạo biết bao nhiêu là nghiệp ác và nghiệp thiện. Thì bây giờ nó có bị đọa sâu cỡ nào sâu, nhưng mà sẽ có một cái nghiệp thiện nào đó trong cái quá khứ thâm thẳm về trước đó, nó trổ quả có việc lại trồi lên. Mà nếu mà trồi lên mà gặp minh sư thiện hữu đó, thì làm lành rồi trau dồi trí tuệ rồi đi lên nữa. Còn nếu mà trồi lên mà không có gặp minh sư thiện hữu là tiếp tục làm bậy làm bạ tội lỗi rồi tiếp tục lộn trở xuống. Trong tôi có nghe kịp cái này không? Có nghĩa là cỡ nào thì cũng phải có lúc mình trồi lên, mà mình trồi lên là nhờ cái gì thì nó là nhờ một cái thiện nghiệp nào đó trong cái đời quá khứ thâm thẳm á. Nhưng mà nó khổ cho mình trồi lên mà lúc nó tiếp tục làm phước nữa đó, có ai nó chỉ bài hướng dẫn cho mình đó, thì mình còn đi lên rồi may mắn gặp Phật ra đời rồi nghe pháp rồi chứng đắc rồi bắt đầu viên tịch không tái sanh nữa. Còn là ngày xui trồi lên mà không có gặp được minh sư thiện hữu làm tầm bậy tầm bạ rồi nó tiếp tục nó đọa nữa, nó rớt trở xuống. Cho nên trong kinh Phật mới dạy là cái số người mà chết rồi đi xuống nó nhiều như cái lông bò, mà chết rồi đi lên nó ít như cái sừng bò là vậy đó nha. Tại vì cái bản chất của mình nó do cái sức hút cái hấp lực của cái dòng sanh tử đó, là mình ác nhiều hơn thiện. Mà chính vì ác nhiều ở mỗi cá nhân ác nhiều hơn thiện nên bạn làm ít hơn bạn bạn xấu.
À, và hễ người làm ít hay người xấu thì cái hoàn cảnh để mình làm ác á, nó cũng nhiều hơn là cái hoàn cảnh để mình làm thiện. Cái này nó kép về cái kia nhá. Cái này nó kép về cái kia. Nói chung là ở mỗi người đó, khi mà cái ác tâm nó nhiều hơn cái thiện tâm á, thì nó mới dẫn đến cái chuyện là bạn làm ít bạn bạn xấu. Mà khi mình bạn làm ít thì bạn xấu, thì cái môi trường để mình làm thiện nó cũng ít hơn môi trường để mình làm ác. À, bây giờ các vị muốn làm những tầm bậy phải không? Các vị chỉ bước ra đường các vị thấy nó có nhiều cái quyến rũ, có nhiều cái mời gọi, có nhiều cái gợi ý đó. Chỉ còn bây giờ các vị muốn ngồi thiền, các vị muốn giữ giới, các vị muốn tu từ tâm, tôi nói thiệt nha, tôi không biết là đi đâu để mà làm mấy cái chuyện đó nữa. Thí dụ như giờ mà một người cư sĩ mà bây giờ muốn ngồi thiền, muốn giữ giới, muốn nghe pháp, muốn xem kinh, cái là phải quý vị phải gồng mình lắm để tạo ra cái hoàn cảnh, tạo ra môi trường thích hợp cho mấy chuyện đó. Chứ còn nếu mà quý vị không có nỗ lực thì tôi không biết cái cơ hội nào để quý vị có thể làm những chuyện đó. Trong khi đó quý vị chỉ cần bước ra đường thôi ha, là các vị sẽ thấy bao nhiêu cái mời gọi, bao nhiêu cái gợi ý để các vị làm chuyện tầm bậy tầm bạ, đi câu cá, đi nhậu nhẹt, đi đánh bài, đi du hí hưởng thụ chỗ này chỗ kia, bước ra đường là một người thấy nó nhiều cái mời gọi, nhiều cái gợi ý lắm. Đó là chuyện bất thiện. Còn cái việc thiện á, tôi nhắc lại lần nữa, bây giờ quý vị muốn giữ giới muốn ngồi thiền, tôi không biết cái môi trường, cái điều kiện nào, chứ trừ phi các vị về Miến Điện thôi, về Thái Lan, chứ còn ngoài đó trái đất bao la này 7 tỷ người, Âu Mỹ, Châu Á, Châu Phi, Châu Úc, các vị bước ra đường, cái gợi ý để mà thì gọi là sống thiện nó ít lắm quý vị. Các vị phải nhớ cái đó nha, cái gợi ý để mình sống thiện đó, cái gợi ý thôi đã là ít rồi, chứ đừng có nói điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Còn ba cái chuyện tầm bậy đó nó đầy phố hết. Bây giờ tôi nói tôi đi, tôi là một tu sĩ, bây giờ chỉ cần mà tôi tắt nái là tôi chụp chiếc xe tôi dọn ra đường rồi là quý vị biết tôi nhiều chỗ đó tôi đi lắm, ra biển, ra biển rồi con người ta tắm. Còn không đó là quẹo trái ra biển mà quẹo phải là về phố bát ngát bao la trong đó. Chỉ ngồi bên Việt Nam á, thì mình nghe nói cái quán cà phê thì mình hình dung rất là bậy, nhưng bên đây quán cà phê nó dễ thương lắm, hạng nào cũng vô đó được hết nha. Ở trong đó mình không biết có ai ở Mỹ không, chứ bên đây cái quán cà phê ai ngồi cũng được hết, quán dễ thương lắm, sạch sẽ sang trọng. Còn bên mình quán cà phê là nó như một là dân lao động họ mới quẩn là ngồi, hai là dân ngồi lê đôi mắt nói tầm bi tầm bạ, nói ba cái cá độ bóng đá thời sự xe cán chó cán của bay. Cái quán cà phê này nó rất là dễ thương, nhưng mà dễ thương là có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất thiện nha. Bên đây chỉ cần mình ra khỏi nhà là nó nhiều chỗ để mình đi, nhiều chuyện tào lao để mình làm. Còn bây giờ muốn ngồi thiền á, bây giờ muốn giữ giới, bây giờ muốn nghiên cứu kinh điển, ở đâu, môi trường nào? Cho nên tôi quay trở lại, khổ đế là gì? Khổ đế là sự có mặt của tất cả những gì thuộc về sáu căn sáu trần, là sự có mặt của những gì vô thường khổ vô ngã. Vô thường khổ vô ngã không có tách rời khổ đế, và khổ đế không có tách rời vô thường khổ vô ngã. Và được gọi là khổ đế là bởi vì những thứ đó nó nằm ở trong ba khổ. Mà chữ khổ ở đây nó không chỉ là cảm giác khó chịu, cái cảm giác khó chịu nó chỉ là 1/3 của cái khổ đế thôi, bởi vì nó còn có cái hoại khổ và hành khổ nữa nha. Cho nên ở đây đó là nói tới khổ đế là phải nhớ gì, chính vì có cái niềm đam mê ở trong sáu tầng mà lại cộng với cái thói quen nhiều đời là thích làm ác, nên là hễ mình có mặt trong đời là cứ yên tâm là khổ. Phải nói cứ mình nghe nói 100 chúng sanh ở đời là mình thấy 99 người là khổ. Tại vì sao? Là vì chỉ biết đam mê mà không có làm thiện. Chỉ biết chạy kiếm được cái visa mà ăn chơi mà lại không có chuẩn bị tiền bạc sức khỏe và thiết lập kết nối quan hệ với cái người địa phương. Rồi còn nghe không ta? Tức là chỉ đi kiếm, chỉ đi kiếm thôi, chỉ có đi kiếm được cái visa để mình nhập cảnh. Còn tiền bạc thì không cần, xuống phi trường trong người chỉ có cái xà lỏn không, tay cầm cái passport dưới có cái xà lỏn, không có gì, nghĩ thì sống kiểu nào đây?
trong cái kiểu nào mà xuống phi trường trong người chỉ có xà lỏng thôi, rách xà lỏng mà rách mới ghê chứ. Thì cái đó gọi là khổ, cái nó gì thuộc về thân. Tất tất cả những gì thuộc thân, tâm, danh sắc, cảm giác, rồi đều là khổ đế. Khổ đế nó đều là khổ đế. Còn tập đế là gì? Tập đế tức là hành giả quán chiếu thấy rằng mọi sự có mặt, mọi cái hoạt động của sáu căn đều là khổ đế. Mà làm sao những thứ này nó hoạt động được? Nó phải có muốn. Mọi hoạt động của sáu căn đều được thúc đẩy tác động bằng tập đế. Tức là suốt một ngày như vậy đó ha, là mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, đụng và suy nghĩ đều bằng sự thúc đẩy của tập đế. Suốt ngày như vậy. Mà vì không có chánh niệm cho nên chúng ta không có thấy được, chúng ta không có ngờ được là suốt một ngày như vậy nha. Tôi nhắc lại, sự có mặt của mỗi chúng sinh chỉ là sự có mặt của sáu căn. Phàm phu á, sử dụng sáu căn bằng cái sự thúc đẩy của phiền não, thích hoặc ghét. Thích hoặc là ghét. Mà cái ghét á là cái mặt trái của thích, không có được cái mình thích thì có cái cảm giác là ghét. Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Sự có mặt của mỗi chúng sinh chỉ là sự có mặt của sáu căn, mà phàm phu sử dụng sáu căn á bằng sự thúc đẩy của phiền não, thích hoặc ghét. Mà ghét là mặt trái của thích, không có được cái mình thích á, thì mình có cảm giác ghét. Chỉ vậy thôi, chúng có gì hết. Ngồi mà xé nát cái danh sách ra, xé nát cái cuộc đời mình ra, mình thấy mình nói vực tẹt nó ra thì nó là như vậy. Và trong rung cái vị biết rồi, trong rung mình có mấy người thôi, nhưng mà mình phải nhìn nhận nó là nó có một điểm giống nhau chỗ này, là mỗi người có cái sở thích khác nhau. Ví dụ như cũng có người ai không thích mặt đẹp, nhưng mà có người thích cái gam màu này, có người thích cái gam màu kia, có người thích màu tím, có người thích màu hồng. Rồi có người thích mặc đồ cứng, có người thích mặc đồ mềm, rồi có người thích mặc đồ hiệu, có người thích mặc cái gì mà nó vừa ý mình thôi chứ không cần hiệu. Còn có người thì phải mặc đồ hiệu, rồi có người thì coi như là chỉ cần thoải mái với riêng mình là được. Còn có người là mặc mình sao, cái chuyện mà thoải mái nó quan trọng, mà chuyện là cái ánh mắt của thiên hạ đó. Tôi theo trong đời sống tôi thấy có hai hạng người như vậy. Có cái hạng người thứ nhất là chỉ cần có sự thoải mái của cho riêng mình, ai nghĩ sao cũng được, ngay trong diện mà ăn mặc đó. Còn có người thì chấp nhận cái sự mà sột soạt, nặng nề, cứng thô, khó chịu, miễn là nhìn cho nó đẹp, mong người ta ghen tị hay là ngưỡng mộ. Như vậy thì trong cái ái á, nó đã khác nhau rồi. Và khi mà cái thích nó khác nhau thì cái ghét nó cũng khác nhau nha. Mà trong khi đó hễ mình còn là vào một ngày như vậy, toàn bộ cái sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu căn. Và sự có mặt của mình, nói được khác đi, nó chỉ là hoạt động của sáu căn. Và hoạt động của sáu căn nó luôn luôn được điều động, nó được điều động, nó được tác động bằng sự thúc đẩy của phiền não, hoặc thích hoặc ghét. Thích có thì đã nói rồi, thích là do ba cái: một, tiền nghiệp; hai là khuynh hướng tâm lý; và môi trường sống. Còn ghét cũng vậy. Thích mà ghét nó là mặt trái của thích, mà thích nó là mặt trái của ghét.
cái gì nó đi ngược là cái điều mình ghét thì cái đó mình thích, mà cái gì nó đi ngược là cái mình thích thì đó là mình ghét. À, mà tập đế là gì? Tập đế chính là cái niềm đam mê trong sáu trần, mà hễ có đam mê thì sẽ có bất mãn, nhớ nha. Tập đế là cái niềm đam mê sáu trần, mà có đam mê đó thì chắc chắn có bất mãn, luôn luôn và luôn luôn như vậy nha. Tập đế là cái niềm đam mê trong sáu trần, mà có đam mê thì chắc chắn có bất mãn. Nó khổ như vậy, cho nên hành giả biết rõ đây là tập đế này, thích nè, thích trong cảnh sắc, thích trong cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nha. Và trong chú giải có nói rõ rằng tham ái này có ba. Tập đế gồm ba ái nha. Dục ái là thích trong năm dục trần vật chất. Hữu ái tiếng Pali kêu là phá vá tâm ha, là thích trong các trường hợp là thích tiếp tục tái sinh. Hả? Đam mê trong các tầng thiền. Rồi cái gì nữa? Đam mê bằng cái sự tác động của thường kiến. Nhớ nha. Không biết ai xiên lấy cái đá lô. Alo, cô giọt mưa. Cô giọt mưa lấy giùm được không ta? Lấy cái chỗ là kami, lấy cái chỗ mình xa mú đôi giá, cái chỗ mà kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Cô giọt mưa còn rung rung không ta? Tôi làm biến quá, làm biến. Ông ở đâu làm biến cũng phải mà. Tại bây giờ con nghe nhỏ là sao ta? Uổng ha. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? À rồi. Đó. Tập đế gồm ba ái. Thì trong đó dục ái đó là, dục ái đó là niềm đam mê. No, cái này là chánh tạng, cái này là chánh tạng. Chắc tôi phải vô đích thân, tôi vô tôi kiếm rồi. Tôi đang xài cái hai máy cùng một lúc, bây giờ tôi cũng chẳng biết cái làm sao. Không phải vô internet nghe quá khổ. Để cười tí bí tắc ca đất ô à gì. Rồi sao nữa web, rồi sao nữa. Rồi. Chờ một chút các vị, chờ cho một chút, chờ cho một chút một tí. Đây
Dạ rồi. Ca mê tân ha thì gọi là ca mê tân ha nha. Tức là tập đế thì còn có ba. Một là ca mê tân ha, mà ca mê tân ha là gì? Ca mê tân ha tức là thích trong trong cảnh dục. Panh chát ca mê gunika ra gác xê tăng na măng, tức là thích thú trong năm năm tầng, thì đó gọi là dục ái. Phá quê tân ha, phá quá tân ha gọi là hữu ái, có nghĩa là thích trong cái sự có mặt, trong cái sự tái sanh. Ở đây gồm có gì ta? Phá quá bát thanh na quá xì ná là mong mỏi được được tái sanh. Rồi gì nữa? Sát sa ta sát đít thí sa gã rupa rupa phá quá ra gã sát chá chà nát ni cầm tí già ni cầm tí. Ở đây nghe là cũng thoải mái nữa, đó là thích thú ở trong trong các cái trong thiền định sắc giới hoặc là vô sắc ha, mà bằng cái sự tác động của sát sa ta đít thí, có nghĩa là của thường kiến. Còn cái quý pháp quá tâm ha ở đây là gì? Là út khê đã đích thí sa hai cà ta ra gác xê tăng. Như vậy thì vô hữu ái ở đây có nghĩa là vô hữu ái là tham ái trong các cảnh mà bằng cái sự tác động của đoạn kiến, dù đó là cảnh dục hay cảnh thiền. Các vị nghe kịp không? Chắc tôi phải ghi lại rồi. Dục ái là đam mê trong năm trần vật chất. Hữu ái là đam mê trong cảnh thiền hay niềm mong mỏi được tiếp tục có mặt ở đời với cái sự tác động của thường kiến. Không biết trong rung thì còn nhớ thường kiến không ta? Các vị còn nhớ thường kiến không? Thường kiến nó gồm có ba. Một là tin tưởng vào một cái tôi, hai là tin tưởng vào một cái đấng chí tôn nào đó, ba là tin tưởng vào một cái cảnh giới vĩnh hằng vĩnh cửu thiên tu trường tại nào đó, thì đó gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến có nghĩa là cũng có ba. Một là vô hành kiến, cho rằng thiện ác không có kết quả gì hết, hai cái giống nhau, đó là vô hành. Vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có nhân duyên gì hết, nó thích thì nó ra, nó thích thì nó mất vậy thôi. Rồi còn vô hữu kiến là cái gì mà tôi không chứng minh được thì cái đó nó không có. Cái gì tôi không thấy được, không chứng minh được, cái gì mà tôi chưa từng biết tới thì cái đó nó không có nha. Ta phải nhớ, phải hiểu ba cái đó mới được. Tôi nhắc lại, thường kiến là niềm tin vào một cái tôi, tự nhiên là tôi khổ, tôi vui, tôi buồn, tôi tốt, tôi xấu, tôi sang, tôi hèn, tôi phàm, tôi thánh. Thì cái đó gọi là tin vào cái tôi, tin vào đấng chí tôn, tin vào một thế giới vĩnh hằng nào đó, thì nó gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến tức là vô hành, vô hữu và vô nhân, giải thích rồi, 3000 lần rồi nha. Thì như vậy ở đây mình mới định nghĩa đó. Tức là tập đế là gì? Tập đế gồm có ba. Một là dục ái, có nghĩa là niềm đam mê trong năm dục chất. Hữu ái là cái niềm mong mỏi được có mặt ở đời này bằng cái sự tái sinh. Niềm đam mê rồi hữu ái nó cũng có nghĩa là niềm đam mê trong các cái cảnh thiền sắc và vô sắc bằng cái sự tác động của thường kiến. Còn đoạn kiến là niềm đam mê trong các cảnh thiền hay là cảnh dục bằng cái sự tác động của đoạn kiến, cho rằng chết rồi là hết. Tuy nhiên
Hiện tại thì thấy vui thì cũng muốn cũng thích lắm, nhưng mà cho rằng chết rồi là hết. Thì cái chuyện mà nói chết rồi là hết nó có nhiều trường hợp nha, đoạn ký nó có nhiều trường hợp. Nhân loại đoạn kiến ấy, không tin tái sinh do không thấy kiếp sau. Chư thiên phạm thiên đoạn kiến do chỉ thấy được vài kiếp rồi tưởng rằng đó là điểm kết thúc. Trong rừng có hiểu không ta? Alo, khổ thiệt chứ không biết mà muốn nó có cái gì nó hay không, có thoát hay không, không biết rồi có nghe. Dạ rồi, có nghĩa là trong rừng này nếu tôi không có giải thích, nhiều người họ không hiểu nữa. Ủa, chữ thiên không có thần thông mà sao đoạn kiến được đoạn kiến chứ? Ví dụ như bây giờ quý vị, bây giờ cô giọng mưa nè, cổ là nhân loại thì cổ không có biết cái gì hết, cổ nghĩ rằng chết rồi là hết, thì cái đó dễ hiểu rồi. Còn tôi nè, tôi là một vị phạm thiên, tôi sống tới mấy chục đại kiếp lần nha, mà quý vị biết rồi là cái vị mà chánh đẳng giác á, thì cái sức nhớ về kiếp trước về vị lai không có giới hạn. Độc giác á, thì cái biết về quá khứ và vị lai là chỉ có hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Hai cái vị mà thượng thủ á, thinh văn á, thì chỉ nhớ là một A Tăng Kỳ về trước và một A Tăng Kỳ về sau nha. Còn cái vị đại thinh văn thì chỉ biết được 100.000 về kiếp về trước, 100.000 đại kiếp về sau. Còn A La Hán thường là bất định. Riêng cái người mà ngoài Phật giáo đó là phàm phu á, thì là Bồ Tát mà được thọ ký đó là chỉ thấy được có 80 đại kiếp thôi. Còn mà mấy ông đạo sĩ thường chỉ nhớ được có 40 đại kiếp. Cho nên là cái việc tưởng tượng khi mà họ thấy rằng bây giờ Phạm Thiên nè, bây giờ Phạm Thiên nè, tôi là Phạm Thiên nè, tôi thấy là tôi chết rồi, cái tôi tái sinh đâu được, tôi thấy hình như là tại cái khả năng tôi thấy được có một ít thôi, cho nên khi mà tôi nhìn lại tôi thấy là tôi chết rồi, tôi không thấy được cái chỗ tôi sẽ đi đó, không thấy được cái chỗ mà mình sẽ tái sanh, thì tôi cho là chết rồi là hết, chỉ đơn giản vậy thôi. Hoặc là thí dụ như vị đó quán nhớ lại cái đời trước, nhớ là đời trước trước cái kiếp mà mình kiếp này nè mình ở đâu ta, thì vị đó thấy cái kiếp này là mình là một cái người ăn mày, trước kiếp này nó mình là một ông vua, trước kiếp này nó là một ông thầy tu, trước kiếp này là cái gì ta, thì mình thấy lúc nếu mà mình sanh lên cõi vô tưởng thì cái cõi đó không có tâm, mà cái cõi tuổi thọ nó tới 500 đại kiếp là thì nó nằm ngoài cái khả năng quan sát của vị này, cho nên vị này mới có tài giấy là như vậy là trước cái kiếp thầy tu mình không có. Trước kiếp thầy tu mình không có, mình chỉ có mặt từ cái kiếp mà làm thầy tu tới bây giờ thôi. Để bây giờ tương lai thì sao ta, tương lai để coi. Thì tôi nhìn 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 tôi thấy tương lai từ khi mà tôi thấy mà tôi sanh về cõi vô 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 sắc, mà vô sắc nó tới 84.000 đại kiếp mà sao tôi thấy được. Cho nên tôi nghĩ như vậy thì sao, kiếp này mình chỉ đi đầu thai có 3 lần nữa là hết. Thì đó cũng là một kiểu đoạn kiến nha. Có nghĩa là đoạn kiến là như đoạn chư thiên phạm thiên, người ta thấy được vài kiếp rồi tưởng nó là điểm kết thúc, mà trong khi đó theo Đức Phật thì đâu có phải. Chúng ta trong rung này chúng ta đã từng sanh về gọi là tất cả các cảnh giới, trừ ra cõi tịnh cư là mình chưa có vô thôi nha. Chỉ còn tất cả mọi người trong rung này đều sanh đều từng về cõi phi tưởng, phi phi tưởng, từng sống ở trên nó 84.000 đại kiếp, từng người trong rung này từng sa đọa trong cõi vô gián địa ngục, rồi địa ngục không gian mà cũng sống 84.000 này, cái trong này cái chỗ nào mình cũng có đi hết nha. Mình từng là những con dòi, những con ruồi, những con trùng, con dế, mình từng là vua chuyển lưng vương đế thích ác ma thiên tử đại phạm thiên, cái giống gì mình cũng qua hết trơn, chỉ có một cái là nó cái dòng rồi cuối cùng thì bây giờ mình gặp nhau đây vậy thôi nha, chứ còn mà cái chỗ nào cũng có đi hết. Cho nên cái
Cổ đế là tất cả mọi cái sự có mặt, mà tập đế đó là cái niềm đam mê trong cái thời gian có mặt đó. Đam mê trong cái gì? Đam mê trong cảnh dục, đam mê trong cái sự hiện hữu, đam mê bằng cái sự kiến, đam mê bằng cái sự tác động của thường, thực kiến. Nhớ nha, nó gọi là tập đế. Còn cái việc tôi thật sự tôi không có muốn giảng nữa, bởi vì đó tôi muốn dành cái này cho cái buổi giảng sau. Tôi muốn dành cho cái buổi giảng sau, bởi vì cái phần này giảng về diệt đế và đạo đế đó mà mình bỏ mình làm liền bây giờ nó uổng nha. Bây giờ thì bây giờ nó đã bên đây đã 10 giờ rồi, tôi biết, tôi nghĩ bây giờ thì nhiều người cũng buồn, nghĩ là sao hôm nay cũng làm biếng mà không phải. Để bây giờ mà tôi đẩy luôn nó thì nó ngắn à. Đó, tôi nói thiệt nha, bây giờ mà tôi đẩy luôn thì ok, tôi đâu có mắc mát gì đâu, nhưng mà nó ngắn. Các vị thấy bữa nay nội và cái phần mà tôi ôm không đó là đã hết buổi giảng rồi. Mà đối với tôi cái bài này rất là quan trọng. Ví dụ như cái phần mà giảng về diệt đế trong đây cũng lạ nè, rồi cái phần mà giảng về đạo đế trong đây cũng rất là đặc biệt nha. Cho nên là biện lệ nhau ngày thứ hai. Dạ rồi. Dạ rồi, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành.